Xin chào tất cả các bạn thân mến nhé. Hôm nay thì mình đang đi làm đây. Thì mình làm thì ở cái khu vực này nó có một quả đồi rất là cao, rất là đẹp ở đây nha bạn nha. Đấy. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy ở xa kia không? Đấy. Khung cảnh nhà rất là tuyệt vời đấy bạn nha. Khung cảnh tuyệt vời như này. Trời thì tầm này thì nhiệt độ khá là mát đó bạn ạ. Nó tầm 20 mấy độ thôi. Các bạn nhìn thấy ở đằng kia. Thấy chưa? Đấy, mây mù răng răng ở núi rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy. Tuyệt vời luôn nhá. Đây. Đây là một địa điểm du lịch. Mới được người ta đang xây dựng nha bạn ơi. Đây, những cái căn nhà này đang được xây dựng ở đây. Rất là đẹp nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đằng kia. Những cái núi mình ở trên cao mình nhìn xuống rất là đẹp luôn bạn nhá. Rất tuyệt vời, rất đẹp nha. Các bạn thấy không? Ở trên vùng cao thì chỉ có ở trên và ngắm xuống những cái thung lũng rất là tuyệt vời ở dưới. Rất tuyệt vời nha bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã xem video. Chúc các bạn luôn thành công và mọi điều tốt lành. Cảm ơn rất nhiều.